Trời ơi, cái nhà gì mà ồn hơn cái chợ nữa, đang săn sale cúng yên nữa. Cái livestream của bà ồn nhất á, coi thầy sợ cúng yên bà nè. Bà với mẹ trật tự đi idol mấy mất kênh YouTube mà không có coi livestream được, bực bội quá. Rồi thôi tôi ra cà phê với hội xe của tôi à. Thiệt cái nhà đó ồn là ông còn ồn hơn nữa. Mỗi lần mà cự nghe tiếng máy của ông tôi nóng tới. Bây giờ bà muốn làm sao? Ta đổi cái xe điện đi cho êm nhà êm cửa đi. Trời trời, người ta đang chơi hội xe xăng rồi đổi qua xe điện ai coi tôi ra cái gì. Nè, ông đi xe điện ông tiết kiệm được mới tiền luôn, tại cái chi phí sử dụng nó bằng có 1/4 xe xăng nè. Nội mà tôi thấy cái tiền xăng ông đổ rồi tôi phải canh xăng xeo chai thuốc rồi rối loạn tiêu hóa nè. Ủa liên quan gì? Tôi nhìn tôi sốt ruột chứ gì? Chưa kể là ông sạc ở ngoài cũng được, nó đâu cần về nhà sạc đâu. Rồi ví dụ có đi chơi nhậu nhẹt gái gú gì đang đúng gì đó thì dù nói là đang sạc tôi đâu biết. Ủa mẹ chỉ ba kỵ mà. Ờ tao nói gì ha? Con thấy mẹ nó đúng á, ai đổ con cũng đi xe điện nè, kêu là đâu có tốn phí chức bạ đâu, rẻ rề. Mà cái thời gian bảo hành xe điện từ 7 tới 10 năm nữa, cái rủi ro sửa chữa nó ít lắm. Bây giờ xe điện quá trời, biết mua xe nào? Ba mua mấy xe điện Trung Quốc cho đẻ ba. Mẹ chỉ ba mày kỳ mày. Ông mua VF6 đi, xe đẹp mày gầm cao nữa, chạm sạc phủ sóng cả nước nữa. Ừ để mai tôi ra coi cọc xe. Khỏi vậy tôi cọc rồi. Xe xăng bà cũng quạo mà xe điện bà cũng quạo là sao? Đâu ý là tôi cọc xe luôn rồi đó.